để lý giải cho cái việc mà tôi bảo là tôi nói là chăn nuôi rúi Mèo Thái Lan mà chi phí thấp mà hiệu quả kinh tế cao, thì về phần chi phí thấp thì tôi cũng đã giải thích cho bà con thấy rõ là, và trọng lượng của rúi Mèo Thái Lan đạt được trong vòng một năm rất là lớn. Tôi tính trung bình một năm một con rúi Mèo Thái Lan có thể lên đến trọng lượng khoảng 5-6 cân. Sau đây tôi xin được công khai giá rúi giống tại trang trại sinh sản của tôi. Thì với một cặp rúi giống rúi Mèo Thái Lan chuẩn 100% thì trang trại của tôi sẽ cung cấp ra thị trường với mức giá là 'Nông thôn làm giàu'. Xin chào bà con. Chăn nuôi các loài động vật hoang dã như con chồn mốc, con chồn hương, con giòn, con treo treo, con rúi mốc Đại Trung Quốc và con rúi má đào Thái Lan là một hướng phát triển kinh tế đang mang lại hiệu quả cao cho nhiều bà con chăn nuôi hiện nay. Anh Nguyễn Trọng Phúc có địa chỉ tại cầu 2, xã Trân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ là một trong những thanh niên trẻ đã có thành công nhất định với các giống vật nuôi này. Sau nhiều năm nhân nuôi và phát triển gây đàn, đến nay anh Phúc đã có cho mình một chuỗi trang trại chăn nuôi lớn trên khắp cả nước. Trong video ngày hôm nay, anh Phúc sẽ chia sẻ tới quý bà con một trong những giống vật nuôi đang mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho các trang trại của anh. Mời quý bà con cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị bà con và các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phúc, tôi là một chủ chuỗi chăn nuôi và bảo tồn các loài động vật hoang dã có các địa chỉ tại Hà Nội, Phú Thọ và Cần Thơ. Thì hiện tại tất cả các trang trại của tôi đang chăn nuôi và bảo tồn các loài động vật như con rúi má đào Thái Lan, con rúi mốc Đại Trung Quốc, con cầy hương, con cầy mốc, con giòn và con treo treo. Thì hiện tại tôi đang đứng tại cơ sở của tôi có địa chỉ tại Phú Thọ. Địa chỉ cụ thể là cầu 2, Trân Mộng, Đoan Hùng, Phú Thọ. Thì hôm nay tôi đứng ở đây để chia sẻ cho bà con về một loài giống vật nuôi đang được rất nhiều bà con tìm đến chăn nuôi mà đem lại hiệu quả kinh tế cao, và cái việc chăn nuôi hàng ngày nó rất là đơn giản, đó chính là con rúi má đào Thái Lan. Thưa quý bà con, rúi má đào Thái Lan là một trong những loài động vật hoang dã đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, để có được thu nhập cao từ loài vật nuôi này, bà con phải nắm vững quy trình kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc. Đầu tiên bà con nên chú ý tới việc xây dựng chuồng cho rúi. Anh Phúc cho biết, anh đã tận dụng và cải tạo lại chuồng lợn, chuồng gà để làm thành các lán trại chăn nuôi, nên đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Đối với các ô chuồng nuôi rúi, thì anh mua những tấm gạch men lỗi mốt thải loại với kích thước là vuông 60cm nên có giá rất rẻ. Giới thiệu qua về rúi Mèo Thái Lan thì là như bà con đã được biết thì rúi Mèo Thái Lan nó là họ nhà chuột, có tập tính là hay đào và gặm nhấm. Vậy cho nên là khi bà con thiết kế chuồng cho rúi Mèo Thái Lan thì bà con không cần phải làm chuồng quá là cẩn thận và kỹ càng. Bà con chỉ làm một cái chuồng làm sao để cho rúi không đào ra được và không trèo ra được. Cụ thể như nhà tôi đây thì bà con có thể thấy nhà tôi sẽ tận dụng những cái chuồng lợn, chuồng gà cũ hoặc là cái nhà xưởng bỏ hoang, thì tôi sẽ tận dụng lại, sửa sang lại một chút thì thành một cái chuồng nuôi nhốt rúi. Thì với cái lán trại nuôi nhốt thì nhà tôi chỉ làm sao để cho nó thoáng mát và không bị bí bạch, hay là mùa lạnh thì không bị lạnh quá, thì giúp cho con rúi có sức khỏe tốt hơn. Với cái chuồng nuôi nhốt thì bà con có thể là làm những cái viên gạch men, gạch đá hoa với kích thước là 60-60. Thì với những kích thước này thì con rúi nó sẽ không thể bò ra ngoài được, đồng nghĩa việc là nó sẽ không thể đào xuống qua lớp gạch được. Vậy cho nên là cái việc chăn nuôi nó sẽ không xảy ra cái sự thất thoát khi bà con tiến hành vào chăn nuôi. Về chi phí làm chuồng cho rúi thì nếu bà con tận dụng được những cái nhà xưởng, nhà hoang để làm lên khu nuôi nhốt thì bà con chỉ tốn tiền là mua những viên gạch men và bà con về ghép thành chuồng. Thì ghép như nào thì nhà tôi sẽ sử dụng là keo silicone để nhà tôi sẽ ghép thành lên những cái chuồng nuôi nhốt cho chúng. Một viên gạch đá hoa, gạch men loại thải, loại cũ đã hết thời, không còn được sử dụng nữa thì nhà tôi mua với mức giá là từ 10 đến 12 nghìn đồng một viên. Vậy cho nên là cái giá thành mà làm chuồng của chúng nó rất là rẻ. Chia sẻ về khẩu phần ăn của rúi má đào Thái Lan, anh Phúc cho biết rúi là loài thuộc họ gặm nhấm nên thức ăn của chúng chủ yếu là các loài thực vật. Trong đó thức ăn của rúi sẽ bao gồm có thân tre, thân cây mía, thân cỏ voi, thân cây sắn, bắp ngô, và chi phí từ các loại thức ăn này rất rẻ và sẵn có. Anh Phúc chia sẻ thêm,
Dúi má đào Thái Lan một năm sinh sản 2 lứa, mỗi lứa sẽ đẻ từ 3 đến 6 con và trung bình một năm dúi sẽ có trọng lượng khoảng từ 5 đến 6 kg. Còn giá thương phẩm của loài vật nuôi này đang là bao nhiêu? Thì xin mời bà con tiếp tục đến với chia sẻ của anh Phúc ngay sau đây. Về thức ăn của dúi má đào Thái Lan thì thức ăn chính của chúng sẽ là tre, ngô, mía, thân cây cỏ voi, thân cây sắn. Đó, thì những thức ăn này thì bà con có thể biết là rất là dễ kiếm tìm tại khu vực địa phương nhà của mình chăn nuôi. Vậy cho nên là cái chi phí thức ăn của chúng không quá cao. Tôi hạch toán qua cho bà con thấy là chi phí thức ăn của dúi bà con chỉ mất tiền là mua ngô tươi về để bà con cho dúi ăn. Với cái lượng dúi ăn ngô tươi trong một ngày nó chỉ khoảng từ 500 đến 1.000 đồng trên một ngày thôi. Cho nên là cái chi phí thức ăn của dúi Ma Đào Lan rất là thấp. Để lý giải cho cái việc mà tôi bảo là tôi nói là chăn nuôi dúi Ma Đào Thái Lan mà chi phí thấp mà hiệu quả kinh tế cao, thì về phần chi phí thấp thì tôi cũng đã giải thích cho bà con thấy rõ là về làm chuồng trại cũng như về thức ăn chăn nuôi hàng ngày thì nó rất là thấp. Đấy, còn về lợi nhuận cao thì con dúi Ma Đào Thái Lan thì một năm sẽ đẻ được 2 lứa, mỗi lứa sẽ từ 3 cho đến 6 con. Đó, vậy cho nên là một năm chúng sẽ sinh sản được rất là nhiều. Và trọng lượng của dúi Ma Đào Thái Lan đạt được trong vòng một năm nó rất là lớn. Tôi tính trung bình một năm một con dúi Ma Đào Thái Lan có thể lên được trọng lượng khoảng 5 đến 6 cân. Thì với cái giá thương phẩm trên thị trường đang là từ 800 đến 1 triệu 2 một cân, bà con hãy tự nhân và xem là cái lợi nhuận kinh tế mà con dúi Ma Đào Thái Lan mang lại như thế nào. Dúi Ma Đào Thái Lan là loài động vật hoang dã, chúng có sức đề kháng rất tốt và loài vật nuôi này cũng không mắc phải các bệnh lây theo đàn như các loài động vật thông thường. Tuy nhiên bệnh lớn thì không có, nhưng một số bệnh thông thường dúi vẫn có thể mắc phải nếu như bà con không có các biện pháp phòng tránh kịp thời. Vậy loài dúi này có thể mắc phải bệnh gì và cách khắc phục ra sao? Thì tiếp theo đây, anh Phúc sẽ chia sẻ với quý bà con như sau. Tuy nhiên trong cái việc chăn nuôi dúi hàng ngày sẽ không thể tránh khỏi cái sự việc xảy ra như là con dúi sẽ mắc những cái bệnh liên quan đến chúng. Ví dụ chẳng hạn như là bệnh về đường hô hấp, cụ thể là viêm phổi, bệnh về đường tiêu chảy. Những cái bệnh đó thì là chủ đạo với đường hô hấp thì chủ đạo là do chuồng trại của bà con chưa biết cách thiết kế và làm chuồng làm sao để tránh được bệnh tật như đó. Và thứ hai nữa là những hôm thay đổi thời tiết thì bà con cần phải phòng tránh như nào để cho dúi không có những cái bệnh liên quan đến đường hô hấp ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của dúi. Còn về bệnh liên quan đến đường tiêu chảy thì chủ đạo sẽ là những cái đồ ăn mà bà con đưa vào cho dúi không được đảm bảo vệ sinh. Tôi ví dụ như là tre, bà con chặt tre về, bà con ngâm với nhúng vào nước để cấp ẩm cho tre. Nhưng cái đoạn mà bà con nhúng xuống nước đó, bà con không cắt đi, không cưa đi thì bà con vẫn cho dúi ăn, thì những cái đoạn đó sẽ là cái đoạn mà nguyên nhân chính sẽ dẫn đến tình trạng là dúi bị đi ở. Với những cái bệnh đó thì hoàn toàn có những thuốc đặc trị riêng cho dúi. Quan trọng nhất khi bà con chăn nuôi đó chính là bà con phải phát hiện được bệnh sớm và nắm bắt được và chữa trị cho chúng, thì chúng sẽ nhanh hồi phục sức khỏe hơn để tiếp tục sinh sản cho những bà con có những lứa dúi con nó đẹp hơn. Vậy là sau những chia sẻ của anh Phúc về những ưu nhược điểm trong chăn nuôi dúi má đào Thái Lan, nếu quý bà con nào có nhu cầu tìm hiểu thêm về loài động vật hoang dã này thì hãy liên hệ ngay cho anh Phúc qua số điện thoại đang được hiển thị trên góc phải màn hình để được anh chia sẻ và tư vấn kỹ hơn. Hoặc bà con cũng có thể đến một trong những trang trại lớn nhất của anh Phúc ở khu vực miền Bắc, có địa chỉ tại cầu 2, xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ để được anh tiếp đón chú đáo. Đối với bà con mua dúi giống tại trang trại, bên anh Phúc sẽ cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ quan trọng để bà con có được sự yên tâm hơn khi chăn nuôi. Và trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, anh Phúc sẽ gửi tới bà con giá dúi giống tại các trang trại của anh đang là bao nhiêu. Mời quý bà con tiếp tục theo dõi. Sau đây tôi xin được công khai giá dúi giống tại trang trại sinh sản của tôi. Thì với một cặp dúi giống, dúi Ma Đào Thái Lan chuẩn 100% thì trang trại của tôi sẽ cung cấp ra thị trường với mức giá là từ 2 triệu cho đến 2 triệu rưỡi một cặp dúi Ma Đào Thái Lan. Vừa rồi thì tôi cũng đã chia sẻ cho bà con về cách chăn nuôi dúi và giới thiệu cho bà con về loài dúi là loài động vật mang lại kinh tế cao, cũng như là giá con giống hiện tại trên thị trường và trực tiếp trang trại tôi cung cấp là như thế nào. Thì nếu bà con nào còn những điều thắc mắc thì bà con có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của tôi, hoặc bà con có thể đến trực tiếp các cái cơ sở trang trại của tôi trên khắp các tỉnh thành cả nước
để có thể gặp tôi và tôi sẽ chia sẻ cho bà con nhiều hơn về các kỹ thuật chăn nuôi con rúi được tốt hơn. Đấy, thì ngoài ra khi bà con bắt giống tại trang trại của tôi thì tôi sẽ cung cấp cho bà con đầy đủ. Thứ nhất là giấy tờ pháp lý con giống, thứ hai nữa là hợp đồng bao tiêu dài hạn, thứ ba nữa là chế độ bảo hành con giống cho bà con.